Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp cho quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Theo trang The Asian Times, tên lửa đạn đạo Iskander của Nga đã đặt ra thách thức đáng kể cho lực lượng Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Tên lửa này có thể trở nên nguy hiểm hơn nếu được nâng cấp hệ thống dẫn đường và mở rộng tầm bắn. Theo các blogger quân sự người Nga và hãng truyền thông Ukraine, tên lửa Iskander dự kiến sẽ được đặt tên là Iskander 1000 sau khi mở rộng tầm bắn lên tới 1000 km và nâng cấp đầu đạn. Các báo cáo cho biết tên lửa này lần đầu tiên tiết lộ vào tháng 5 năm nay thông qua một video tuyên truyền nhân kỷ niệm 76 năm thành lập tên lửa Kavastinya. 9K720 Iskander là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động được Nga triển khai rộng rãi trong cuộc xung đột với Ukraine. Tên lửa có tầm bắn là 150 km đến 500 km. Tên lửa Iskander bay theo quỹ đạo bán đạo giống với tên lửa hành trình, nhưng có thể đạt được vận tốc hơn Mach 4 là 4.900 km/h, khiến nó khó bị đánh chặn. Kể từ khi được tung ra chiến trường, tên lửa Iskander đã đặt được thách thức đáng kể cho lực lượng Ukraine. Phiên bản mới nhất của tên lửa với tầm bắn xa hơn sẽ có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn cho phía Ukraine. Một blogger quân sự Nga viết, ngày 6 tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra tuyên bố rằng Nga đã bắt đầu sản xuất các hệ thống tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Một trong những biến thể của tổ hợp tên lửa có tầm bắn lên tới 1.000 km có thể là phiên bản sửa đổi của tên lửa đạn đạo 9K720 Iskander-M, được nâng cấp động cơ, hệ thống điều khiển và đầu đạn. Theo hãng truyền thông Defense Express của Ukraine, tên lửa Iskander mới có độ chính xác khi tấn công mục tiêu với phạm vi sai lệch chỉ khoảng 5m. Defense Express còn nhấn mạnh rằng đầu đạn được nâng cấp của tên lửa có thể sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính tự động, có khả năng hiệu chỉnh định vị vệ tinh hoặc sử dụng hệ thống dẫn đường bằng radar dựa trên bản đồ địa hình trong khu vực mục tiêu ở giai đoạn cuối hành trình bay. Tên lửa Iskander 1000 có thể phóng bằng bệ phóng Iskander. Mẫu tên lửa mới có cấu trúc tương tự với tên lửa đạn đạo 9M723. Tuy nhiên mức độ tương đồng của tên lửa này với các biến thể Iskander trước đây vẫn chưa rõ, ngay cả trọng lượng của tên lửa Iskander 1000 cũng chưa được tiết lộ. Một số báo cáo từ nhiều tháng trước cho hay Nga đang nâng cấp các tên lửa Iskander và Kinzhal ở các tầm bắn tốt hơn, đầu đạn nổ mạnh hơn, có khả năng né tránh hệ thống phòng không đối phương cải thiện hơn, thậm chí tạo ra các tính năng liên lạc thông minh hơn, tiên tiến hơn, cho phép tên lửa phối hợp với nhau trong các vụ phóng hàng loạt. Chuyên gia quân sự Dmitry Konev của Nga nói, xem xét đến những tiến bộ mới nhất trong việc sử dụng nhiên liệu rắn hỗn hợp, Nga có thể lắp động cơ mới vào tên lửa 9M723 Iskander, giúp nó có tầm bắn là 1.000 km, trong khi vẫn duy trì khối lượng đầu đạn ít nhất là 500 kg. Nhiều khả năng là Nga sẽ làm theo hướng này. Theo các chuyên gia, tên lửa Iskander 1000 sẽ giúp tăng cường sức mạnh quân sự của Nga và khiến các nước NATO phải dè chừng. Những thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Nga và Mỹ đã rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung. Do vậy, các bên có thể vượt qua mức giới hạn tầm bắn 500 km và tăng tầm bắn của tên lửa. Thông tin trên cũng xuất hiện sau khi Mỹ hồi tháng 7 thông báo kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa tới Đức. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng Moscow sẽ triển khai tên lửa tương tự trong phạm vi có thể tấn công Tây Âu nếu Mỹ làm như vậy. Một số chuyên gia lưu ý rằng tên lửa Iskander 1000 có thể cản trở các hoạt động của tiêm kích F-16 mà Ukraine vừa nhận được từ phương Tây. Nhà phân tích quân sự Vichander K. Carter nói do mối đe dọa từ các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Nga, có khả năng những chiếc F-16 sẽ hoạt động từ căn cứ không quân có hàm trú ẩn kiên cố ở miền Trung hoặc miền Tây Ukraine. Căn cứ không quân Starokonstantinov ở tỉnh Khmelnytskyi, nơi Ukraine đặt các máy bay Su-24 nâng cấp để phóng tên lửa Storm Shadow, có thể đóng vai trò là căn cứ chính của tiêm kích F-16. Các lực lượng Nga đã nhiều lần tấn công căn cứ không quân này, nhưng Ukraine vẫn tiếp tục sử dụng nó. Chuyên gia Carl Carter nói thêm, ông suy đoán rằng F-16 có thể được bố trí tại căn cứ không quân Dubno ở vùng River thuộc miền Tây Ukraine. Sân bay Dubno là một cơ sở quân sự có thể được sử dụng để vận chuyển vũ khí đến Ukraine bằng đường hàng không. Căn cứ Dubno nằm ngoài tầm bắn của các tên lửa Nga mà Iskander-M và Kinzhal. Tuy vậy, căn cứ không quân Dubno sẽ nằm trong tầm tấn công của tên lửa Iskander 1000. Ông Carl Carter nói thêm rằng, sở hữu tên lửa có tầm bắn và độ chính xác cao thì vấn đề mới chỉ được giải quyết một nửa. Nga cần xác định chính xác vị trí các tiêm kích F-16 tại nơi trú ẩn kiên cố của chúng.
kể từ khi phương Tây đồng ý cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine. Nga đã cảnh báo rằng máy bay này sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga và sẽ bị tiêu diệt ngay trước khi chúng cất cánh. Về phần mình, Ukraine đã bác bỏ những mối đe dọa này và tiếp tục tăng cường khả năng phòng không. Chiến sự Nga-Ukraine kỳ qua vẫn rất căng thẳng khi hai bên có tới 66 đợt giao tranh trên khắp chiến trường. Theo hãng thông tấn Uninform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 9 tháng 4, các lực lượng Nga tổng cộng 7 lần nã tên lửa, 73 lần không kích, 88 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Tổng cộng có 66 đợt giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp chiến trường trong ngày qua. Theo bộ này, quân Nga vẫn tiếp tục tấn công nhiều tỉnh Ukraine gồm Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Zaporizhia. Riêng tại Donetsk, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng quân Nga đang trong ngày qua đã nhiều lần không kích gần các khu định cư Srin, Kostyastinivka, Bilahora, Ruspa. Đối phương cũng đã dùng pháo và súng cối tấn công hơn 10 khu định cư khác tại tỉnh này, trong đó có Hirorivska, Bodanivska, Kalinivska và Chasivya. Theo bộ này, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 25 cuộc tấn công của các lực lượng Nga tại chiến trường Bakhmut, tỉnh Donetsk. Trong ngày 9 tháng 4, lực lượng không quân Ukraine tấn công 15 cụm nhân lực và vũ khí và hai hệ thống phòng không tên lửa của các lực lượng Nga. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa Ukraine tấn công một cụm nhân lực và ba hệ thống phòng không của quân đối phương. Theo Uninform, tính từ đầu chiến sự tới ngày 9 tháng 4 năm nay, Nga đã tổn thất khoảng 449.250 binh sĩ. Tờ The Kiev Independent dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc cơ quan tình báo quân sự Ukraine, HUR, rằng phi đội máy bay không người lái UAV của Ukraine đã tấn công trung tâm huấn luyện không quân Nga vào đêm ngày 9 tháng 4. Trung tâm này nằm ở thành phố Borisolivska, thuộc tỉnh Voronezh của Nga. Phát ngôn viên của HUR, ông Andriy Yosef sau đó xác nhận đã có một cuộc tấn công vào trung tâm nói trên, nhưng không nói rõ liệu có phải là do Ukraine làm không. Ông Yosef chia sẻ với đài RFE, RL, chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào, nhưng theo thông tin sơ bộ, các cơ sở sản xuất chính của trung tâm này đã bị ảnh hưởng nặng. Kênh Telegram Extra của Nga cũng đưa tin trung tâm huấn luyện không quân đã bị hai UAV tấn công, gây hư hại lớn cho các tòa nhà trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về thông tin trên, nhưng cho biết đã bắn hạ hai UAV của Ukraine tại Voronezh trong ngày qua. Theo The Kiev Independent, Ukraine đã tăng cường tấn công các mục tiêu quân sự và công nghiệp ở Nga trong những tuần gần đây. Vào ngày 5 tháng 4, tình báo quân sự và lực lượng vũ trang Kiev đã phối hợp tấn công các sân bay Yevsk, Angels 2 và Kursk của Moscow. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 9 tháng 4, quân Nga gây thiệt hại lớn cho Ukraine cả về nhân lực lẫn khí tài ở 131 khu vực khắp chiến trường. Bộ này cho biết lực lượng máy bay tác chiến, chiến thuật và lực lượng tên lửa pháo binh của Nga đã phá hủy một trạm radar và gây thiệt hại về nhân lực và thiết bị quân sự cho Ukraine tại 131 khu vực khắp chiến trường. Bộ này cho biết lực lượng Nga đã loại khỏi vùng chiến đấu khoảng 25 binh sĩ Ukraine ở thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv trong ngày qua. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổn thất của đối phương lên tới 25 binh sĩ, hai phương tiện cơ giới, một pháo tự hành M777 và một pháo M119 do Mỹ sản xuất, một hệ thống pháo tự hành Akasiya và hai hệ thống pháo cơ giới Govstika. Tại Donetsk, các lực lượng Nga đã hạ hơn 830 binh sĩ Ukraine cũng như nhiều khí tài hạng nặng của Kiev. Các khí tài này bao gồm hệ thống pháo tự hành Grad, Ba Lan sản xuất, pháo L119 và pháo tự hành FH-70 Anh sản xuất, pháo tự hành M109 Paladin và pháo tự hành M777 Mỹ sản xuất, pháo tự hành M-Stabe cũng như các trạm tác chiến điện tử và trạm radar phản pháo ANTBQ-50. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết rằng trong ngày qua, lực lượng phòng không Moscow bắn hạ 236 UAV, một tên lửa chống hạm Neptune và 5 rocket bắn từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Ukraine. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.